khoảng 7 năm trở lại đây, nhận thấy cây dứa mật là loại cây trồng có chất lượng, rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tích cực vận động để người dân xã Mường Nhà chuyển đổi diện tích trồng ngô, lúa nương kém hiệu quả sang trồng loại cây này. Cây dứa mật dần trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây xóa đói, giảm nghèo. Hơn một tuần qua, cứ vào sáng sớm, anh Vàng A Sống ở bản Phu Lau, xã Mường Nhà lại lên nương để thu hoạch dứa mang về bán cho các thương lái. Trước đây, gia đình anh thuộc hộ nghèo, thu nhập gia đình phụ thuộc vào lúa nương. Từ năm 2016, anh đã chuyển đổi gần 3.000 m2 đất trồng lúa nương sang trồng giống dứa mật. Mỗi vụ dứa mang lại thu nhập khoảng 40 triệu đồng, một nguồn thu đáng kể đối với hộ nghèo. Đây thì trước đây tôi cũng làm nương lúa thôi. Nhưng mà từ năm 2016 về đây thì chúng tôi cũng thấy dứa đây làm cũng phát triển kinh tế, nên chúng tôi để phá cây lúa đây đi để trồng dứa. Bây giờ thì trồng dứa từ năm 2016 về đây thì cũng gần phát triển kinh tế, nên bây giờ cũng giảm được đói nhiều rồi. Hầu hết 112 hộ dân ở bản Pu Lau đều trồng dứa. Hiện cả bản có trên 50 hectare đất trồng dứa và là bản có diện tích dứa mật lớn nhất trong xã Mường Nhà. Ban đầu, người dân chỉ trồng tự phát. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, cây dứa được người trồng phổ biến và mở rộng diện tích theo từng năm. Qua nội dung các năm từ 2017 trở lại đây, thì bà con cũng là trồng được cái dứa này để thu hoạch cho bà con, là cái nguồn thu chính cho từng hộ dân. Mọi năm mà bà con có dứa để bán thì các hộ gia đình cũng khá giả và cũng một số hộ là cũng gọi là thoát nghèo. Hiện toàn xã Mường Nhà có trên 60 hecta dứa với sản lượng từ 20 đến 25 tấn một năm. Dứa Mường Nhà được trồng trên các sườn đồi với đặc điểm quả to hơn các loại dứa bình thường, trung bình khoảng 2 đến 3 kg một quả, quả nhiều nước, mắt nông, ngọt, mép lá không có gai. Thời gian thu hoạch từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm. Cây dứa cho thu hoạch ổn định từ năm thứ 3 đến năm thứ 7. Bà con chuyển đổi mục đích cơ cấu cây trồng từ trồng lúa với sắn là chuyển sang là trồng dứa. Hiện nay là bà con cũng đang thu nhập bình quân cũng là rất là cao. Hiện nay mang thu nhập cho bà con ấy, tạo điều kiện cho bà con thu nhập cao để nuôi con ăn học cũng như là sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, giống dứa mật đã được xác định là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế ở vùng đất dốc, thay thế cho những cây trồng kém phát triển, giúp người dân nâng cao thu nhập. Theo kế hoạch, năm 2023, xã Mường Nhà sẽ mở rộng diện tích thêm 20 hectare đất trồng dứa, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân, giúp nâng cao năng suất, sản lượng, đặc biệt chuyển dần sang sản xuất 100% theo hướng hữu cơ.